Tổng thống Donald Trump sẽ ân xá cho khoảng 100 người vào ngày 19 tháng Giêng. CNN đã dẫn 3 nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh ân xá cho khoảng 100 người trong ngày thứ Ba, 19 tháng Giêng, cũng là ngày làm việc cuối cùng của nhiệm kỳ. Tòa Bạch Ốc họp vào hôm Chủ nhật 17 tháng Giêng thảo luận bản danh sách ân xá chung cuộc theo nguồn tin. Thì đây là một loạt ân xá cho những tội phạm có tổ chức, lừa đảo tài chánh, hiếp dâm và nhiều tội danh khác. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này thì các lệnh ân xá được dự đoán không bao gồm việc ông Donald Trump tự ân xá cho chính mình. Trước đây thì Tòa Bạch Ốc đã đưa ra 2 đợt ân xá và bây giờ thứ ba này có thể là đợt cuối cùng. Tuy nhiên, không ai dự đoán được đến phút cuối liệu rằng ông Trump đã quyết định đưa ra ân xá cho những đồng minh, người gia đình và chính ông hay không.